thường quay chụp. Thôi cho đây dính rác rồi thôi, mình lùi lại đây cho anh đi, lùi lại cái này đi, đấy, vừa đi vừa chỉ cái này đi. Bóng đấy, không cần rõ mặt cho hai cái bóng. Thổ khi ở chỗ nhà sàn. Nhà sàn có đúng cảnh thổ nhỉ? Thổ thì thổ, lại không gắn với thổ thì lại ít gắn với suối. Dạ. Thái thì gắn với suối và nhà sàn. Dạ. Thái thì hầu như các suối nhiều hết. Thổ người ta cũng có suối nhưng mà ít. Ít đúng rồi, nó không phải là nó sắc nét. Thổ thôi qua nhà sàn. Ai nếu mà khánh thả tiên cho cháu kia bên kia đi. Cái này là nhà sàn cổ chứ. Đấy là hy sinh về nghệ thuật đấy. Đâu tuổi đi hành những kia. Công tác chuẩn bị. Hello hello. Thầy Chiếu. Đã bật máy cho mà thấy. Gọi đi. Chụp cho phóng viên truyền hình kiểu tìm thấy cái bóng không quay thấy cái bóng.
Con này là con trừ. Đi đây Bình ơi, Bình nhanh lên đây, ngồi đi và chỉ tay nhá. Chạy rồi. Chuyên là anh em xe rồi. Đẹp lắm. Thôi dừng ở đấy đi Bình ơi, đi lùi lại cho anh xuống cái đầu sân này, xong rồi cái nữa là xong. Rồi đi lại từ đầu sân luôn nhá, từ chỗ cỏ này Bình này, dốc dốc cỏ này. Đấy ngay từ dốc cỏ này nhá, ngay nhá, quay lưng lại nhá. Toàn đừng đừng đứng gần nhé, đứng ở đấy câu vào thôi để anh lấy cái lặng. Rồi, trở đây. Cất kiên nhẫn hoài được. Cất tạm một túi. Có cất đồng hồ luôn không anh? Không, đồng hồ không sao. Kiên nhẫn thế nó ấy. Cho vào túi không? Tí, quên. Thank you.
Về gõ đầu trẻ thôi. Vì nghệ thuật nó vất vả lắm. Một lần nó cũng biết là vất vả ấy cả. Để có một hình. Để chúng ta chúng con nhẹ này. Để có một cái hình ảnh. Có một cái hình ảnh mà cả nước biết đến rồi ai ngưỡng mộ là có khi trải qua rất nhiều cái. Chưa kể bọn anh vất vả mà chủ yếu bọn em. Làm thì nhân tuổi tuổi về là họ nên thì em dịp lại video này em đi làm lại diễn viên thì còn đóng đấy là ngồi nghỉ thôi, con đang làm việc rồi càng thử là xong rồi thế không phải xem xét lại đi cắt sửa đấy toàn tránh hướng ngoài đi nha những đấy là đúng chỉ đi anh vào bé bên kia này không sao đâu kệ nó anh ta cần bình thường thôi đấy. Ở nhà đi đúng hai lần nhá. Anh ơi lấy cái mũ của em mà đội. Ở đâu? Ba ở trong xe mà thôi. Lấy cái khăn tê. Lấy cái khăn piêu này tê. Khi này có một cái nón. Đúng chính xác. Tuyệt vời. Hậu trương đấy. Quay phim này chứ có cái vui mà. Đạo diễn ekip. Nha, hai em là cứ lấy, hai em là cứ đi thoải mái nhưng mà nhớ là cái điểm đầu của anh ở đây đấy. Bình với Linh ơi. Dạ. Điểm đầu của anh bắt đầu từ đây nhá. Mới lúc anh chỉ cho mình đấy. Đấy, hai em cứ đi cứ đạo diễn, đạo diễn. Trường đấy. Trường. Đó đấy. Còn đâu em đứng ở đây rồi. Cho hai em đứng cạnh nhau. Đây em đứng bên kia để ý cạnh Toàn. Đi đây này, này, đây. Đấy. Hồ Trương phải bàn gái với Hồ Trương. Thôi nha, thôi nha. Vui vẻ luôn. Không phải lãnh đạo gọi rồi đấy. Thôi nha, bắt đầu đi. Không cầm tay anh. 1, 2, 3, máy chạy.
Rồi đi xuống đây. Đi thẳng vào trong đi. Quay đi sẵn này, đừng bến được tụi. Đừng sang bên đi mấy chục này, chục bên đi sẵn này. Bến này lược sang tụi nè. Nước quạt cái là sạch tính luôn. Hay em chỉ đi vào khuôn hình đi ra một cái là nó xong đúng không? Nên không quay nhiều nữa. Bảo sát đi. Ngon. Đấy mình khuôn hình tưởng tượng được hai anh em chỉ đi lên đây cái, xong đứng kia trò chuyện khai mặt cũng như vừa rồi ấy, chuyện chính thành anh ấy được không? Anh có thể mai chiêu. Đây là con chuồn chuồn đang bay, mong thấy nước ạ. Chuẩn bị nhá, trò chuyện này, 4, 3, 2, 1 đây đây. Được rồi. Mỹ Linh.